Dạ, em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất hân hạnh là được gặp cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo của em nha. Em đang đứng ngay ngã tư số 6 của bác anh chị. Năm xưa cái khu vực này là cây số 6. Đi thẳng lên á, thì cô bác anh chị và các bạn sẽ đi lên khu du lịch Lan Bi An, rồi đi về con đường Agoret Suối Vàng, rồi con đường Đa Phú. Đây là con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh năm xưa, là con đường Vĩnh Hoàng Tôn Thất Thuyết trước năm 1975. Chắc chắn là nhiều cô bác anh chị và các bạn sẽ chợt nhớ ra khi mà em nhắc tên những con đường cũ. Con đường ở phía dưới này đó là con đường Nguyễn Siêu, rồi chúng ta sẽ đi lên Bạch Đằng, rồi thông về khu vực cây số 4. Hôm nay là buổi sáng ngày Chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022. Và như vậy là chỉ còn 3 ngày nữa thôi là chúng ta kết thúc tháng 8 và đến với tháng 9. Và trong tháng 9 thì có lễ mùng 2 tháng 9, ngày lễ Quốc Khánh. Bây giờ là 10 giờ 42 phút. Nhiệt độ bây giờ em đo được ở ngoài trời là 21 độ C, đổ ra được là 69 độ F. Hôm nay ở Đà Lạt vẫn còn chưa hết mùa mưa, thành thử là vẫn còn những cơn mưa bất chợt. Thời tiết lúc nắng lúc mưa. Ở đây là cái khu chợ cây số 6, chợ số 4 này. Đó, bà con mình họp chợ ở đây buôn bán nhỏ lẻ thôi, các mặt hàng rau củ quả chủ yếu là bán cho người dân địa phương ở quanh khu vực Thánh Mẫu, rồi Đa Phú, rồi Bạch Đằng. Người dân ở xung quanh hay đến đây để mà mua đồ ăn vào 2 giờ buổi sáng cũng như là buổi chiều. Còn buổi trưa thì tương đối là vắng. Thay vì đi ra chợ Đà Lạt hoặc là chợ số 4 thì bà con mình sẽ ghé đến đây. Đa số là khu vực ở đây đều là dân cô bác anh chị và các bạn làm vườn thôi, làm nông nghiệp. Hôm nay em xin chia sẻ đến cô bác anh chị và các bạn cung đường Thánh Mẫu, cũng theo yêu cầu của rất nhiều cô chú anh chị và các bạn có nhắn gửi với em trong mấy ngày hôm nay. Thì em sẽ quay về khu vực cây số 6, rồi khu vực Thánh Mẫu. Cây số 4 thì vừa rồi em cũng có chia sẻ đến cô bác anh chị và các bạn rồi. Còn hôm nay thì chúng ta lại về cây số 6. Ở đây là con đường Nguyễn Hoàng, trên con đường mới. Con đường này chúng ta sẽ lên lên trường lái Thiên Phúc Đức, khu đồi Thiên Phúc Đức. Đi lên con này thì chúng ta có thể thấy đồi Đa Phú, nơi mà săn mây các bạn trẻ thường đến đây. Em xin kính mời cô bác anh chị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đi về thăm con đường Thánh Mẫu nha. Em cũng không quên buổi sáng Chủ nhật hôm nay cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong những ngày nghỉ nha. Ở đây tầm khoảng 10 giờ trưa là cô bác anh chị và các bạn sẽ thấy cái cảnh rất là nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập. Những cô bác anh chị và các bạn mua đồ về nấu cơm trưa cho gia đình cũng như là đi vào vườn. Đó, bán bông hoa rồi trái cây, quần áo. Đó, bên này cũng vậy cô bác anh chị. Ở đây em thấy bán cũng đầy đủ, cũng không thua kém gì chợ số 4 đâu. Tuy nhiên thì vẫn có một số mặt hàng vẫn còn hạn chế, không bằng chợ Đà Lạt được. Ở đây là khu chợ nhỏ thôi. Một số cái kiosk được bà con mình thuê ở đây để mà buôn bán, kinh doanh. Đó, mấy anh xe tải thì hay ghé đến những cái địa điểm cơm trưa, những cái quán cơm trưa ở đây để mà ăn cơm. Ở đây người ta bán cơm rẻ và no. Một phần cơm, cơm phần như vậy thì người ta cho thêm rất là nhiều cơm cô bác anh chị. Thành thử ra là mấy anh tài xế cũng như là mấy bác đi làm vườn rất là thích ghé đến những quán cơm như thế này. Phía trên là con đường Công chúa Ngọc Hân.
Con đường này năm xưa nó cũng là một nhánh của đường Thánh Mẫu của Bác Anh Chị, nhưng mà ngày nay thì đổi thành một cái tên mới, đó là Công Chúa Ngọc Hân. Em sẽ đưa cô bác đi lên con đường Công Chúa Ngọc Hân, cập nhật một chút nha. Em thấy có một số căn nhà cổ cũ xưa xưa đó, biết đâu cô bác anh chị và các bạn có cái kỷ niệm nào trên con đường này thì sao. Có những cái nhà tôn nó lụp sụp, nó nằm tục phía dưới mặt đường. Ở đây nếu mà người ta xây thành thử ra là có đến hai mặt tiền luôn á, mặt tiền ở trên cũng như là mặt tiền ở dưới. Ở dưới là con đường Thánh Mẫu đó, nhưng mà bà con mình vẫn chưa có chịu xây đó, vẫn thích ở những căn nhà lụp sụp như thế này thôi, nhà gỗ nhưng mà nó cũng ấm vào trời mưa, đặc biệt là thời tiết ở Đà Lạt nó lạnh. Ngày đi làm vườn á, tối về ngủ cũng không có đi chơi ở đâu, nên thành thực ra là con đường này vào 5-6 giờ chiều là cô bác anh chị và các bạn thấy là rất là vắng rồi, vắng hoe. Người dân ở Đà Lạt thường là đi ngủ sớm, 7 giờ là bắt đầu lên giường rồi, nằm coi tivi thời sự một chút thì cũng ngủ thôi, không có thức khuya như là giới trẻ ở ngoài phố. Ở đây có một cái dàn hoa rạng đông đẹp quá. Hoa này thì người ta thường gọi với nhiều cái tên như là hoa rạng đông này, rồi hoa chùm ớt. Thánh Mẫu này năm xưa thì bà con cô bác người dân miền Bắc vào di cư ở đây rất là đông, thường là tập trung vào khu vực nhà thờ đó. Còn đối với khu vực Cao Thắng thì đa số là cô bác anh chị miền Trung. Khu vực quanh nhà thờ Thánh Mẫu này thì cũng có một số người dân Nghệ Tĩnh, người dân Hà Tĩnh đó, cô bác anh chị đi vào lập ấp. Khu vực này khá là sớm. Cô bác anh chị và các bạn thấy ở đây có căn nhà lụp sụp, khá là sập sệ ha. Ngôi nhà siêu vẹo rồi. Số cái chậu cây được người ta treo ở đây trước cái sân nhà, nó ra hoa thì nó rất là đẹp. Ở cái khu này em thấy cũng buồn lắm cô bác anh chị. Ngày thì cô bác và con mình đi làm hết rồi, chỉ có những người lớn tuổi ở nhà thôi. Ở đây thì cô bác anh chị và các bạn sẽ đi ngang qua một số cái vườn rau của bà con người dân ở đây. Xa xa thì cô bác anh chị và các bạn có thể thấy đó là nhà thờ Thánh Mẫu đó. Đó, cái nhà thờ màu hồng đó. Còn ở đây cô bác anh chị và các bạn sẽ thấy là một cái băng xà lách.
Coron, Coria đó. Cái này là Coron cô bác anh chị, nhưng mà vẫn chưa có ai cắt nè, nên đã cuốn búp hết rồi. Phía dưới là con đường Thánh Mẫu, chúng ta sẽ đến khu vực nhà thờ. Rồi em sẽ tiếp tục đi tiếp ha. Ở đây người ta làm cái kho này, một cái tầng hầm để xe gì đó, xe hơi thì chạy vào đây cũng được, nhưng mà khóa cửa lâu rồi cũng không có thấy mở cửa. Ở đây có cây ổi trước nhà trái rất là sai luôn. Vào tháng 11 á, bắt đầu tới mùa ổi, ổi chín rộ. Ở Đà Lạt có những cái cây ổi người ta trồng trước nhà khá là thích. Đa số người dân ở đây thì em thấy là theo đạo Thiên Chúa nhiều á. Căn nhà bé xíu xinh xinh nhưng mà cảm giác nó rất là vắng người, khá là buồn. Đi ngang qua một số cái vườn rau này, ở đây người dân mình chuẩn bị xây nhà này, người ta phá cái nhà cũ đi rồi. Vào trong này là cái khu bà con mình làm vườn nhiều lắm. Có nhiều cô bác bà con mình á làm vườn xong rồi ngủ lại ở vườn luôn. Đó. Ngủ ở bên trong một số cái chòi á. Đây có hai cô bác anh chị và các bạn làm vườn nè. Rồi, em sẽ quay lại nha. Em thấy bây giờ người dân ở tứ xứ vào Đà Lạt nhiều lắm. Đặc biệt là nhiều người ở ngoài Nghệ An á, thường hay vào Đà Lạt để mà lập nghiệp. Và người ta thường là đi làm vườn, thuê đất, rồi thuê vườn để mà làm. Ở Đà Lạt bây giờ đi làm, đi kiếm việc làm cũng nhiều nhưng mà lương khá là thấp cô bác anh chị. Lương ở Đà Lạt bây giờ tầm khoảng 5-6 triệu. Hôm nay thì các em chuẩn bị đi học rồi.
xá bây giờ nó cũng vắng, vắng du khách. Phòng khách sạn thì trống rất là nhiều. Xa xa mà em vẫn thấy một cái màu cam của cái cây hoa chùm ớt này, hoa rạng đông này. Hoa này mà nó nở thì rực trời luôn, cũng giống như là hoa mua vậy đó cô bác anh chị. Hôm bữa thì em thấy đây có một cái khu vực cơ sở lưu trú du lịch, nhưng mà không có đề tên gì hết cô bác anh chị. Hồi trước thì có đề tên nhưng mà ngày nay thì cái bảng cũng đi đâu mất tiêu rồi. Bên kia thì cô bác anh chị và các bạn có thể thấy đó là trường tiểu học Đa Thành đó. Rồi em sẽ đi xuống con đường Thánh Mẫu nha. Con đường này khi mà cô bác anh chị thấy là vào dịp Noel thì nguyên con đường sáng rực luôn, người dân bà con ở đây theo đạo nhiều đó. Người ta nhà nào cũng trang trí một cái chỗ nhỏ nhỏ như thế này, bật những cái ánh đèn cây thông Noel lấp lánh nguyên con đường này luôn, từ đầu đường mà chạy đến khu vực nhà thờ Thánh Mẫu luôn á cô bác anh chị. Có một căn nhà cũ ở đây nè, nhà gỗ thôi nhưng mà rất là ấm áp và giản dị mộc mạc luôn. Vào mùa mưa ở Đà Lạt có những tháng mưa dầm, năm nay thì ít mưa. Năm ngoái thì em nhớ là tháng 7, tháng 8 là bắt đầu mưa dầm. Ngưu lang chức nữ gặp nhau mưa dầm, mưa kinh khủng luôn đó cô bác anh chị. Cô bác bà con mình cũng không có trồng trọt hay là đi làm được, ở nhà rồi cũng nhậu thôi cô bác anh chị. Vào những buổi chiều mưa mưa có nhiều bác thì hay mua rượu về uống nhâm nhi rượu trắng. Ngày xưa thì chưa có nhà lồng nhà kính nhiều như bây giờ đâu. Khi mà đến trời mưa người ta trồng những cái cây rau màu ở ngoài trời đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều bởi thời tiết. Thì đến mùa mưa thì thường là không có đi làm được đó. Rồi xà lách, rồi sú, cô rôn, rồi lơ. Năm xưa thì ở Đà Lạt trồng rất là nhiều cà rốt nữa cô bác anh chị. Bà con mình sợ nhất là ngập lụt, hư hết rau màu. Có khi là người buôn người ta vô vườn là người ta không có mua, rồi đành phải gánh ra chợ bán từng gánh vậy đó cô bác anh chị. Năm xưa thì nhà em cũng làm vườn, bây giờ thì không còn đất đai nữa rồi cô bác anh chị. Năm xưa thì em cũng được mấy sào nhưng mà cũng đã bán lâu rồi, bây giờ thì chỉ còn đất ở thôi. Em nhớ là cách đây 20 năm về trước làm vườn trồng dâu, trồng dâu rồi trồng lơ cũng bị ảnh hưởng thời tiết các cô bác anh chị, mất mùa liên tục. Bây giờ thì không thấy hình ảnh tưới gánh nữa. Ngày xưa thì em nhớ là tưới bằng hai cái thùng, gánh hai cái thùng tưới hai bên đi vào những cái luống rau để mà tưới. Ngày nay thì hệ thống tưới tự động hết rồi. Ở đây là cái khu vực vườn dâu tham quan vườn dâu, hái dâu tại vườn. Vô đây hái dâu tại vườn phải mua mua dâu. Không có dâu.
mình vô mình hái xong rồi mình ra mình cân thôi cô bác anh chị. Muốn hái bao nhiêu thì hái ra cân ký tính tiền. Dâu mùa này thì hơi cao một chút bởi vì không có trái hoặc là hư nhiều tại vì do mưa. Ngoài chợ có nhiều nơi bán 300 đến 400 ngàn một ký dâu Mỹ đá, dâu bình thường đó, không phải là dâu Nhật gì đâu. Cô bác anh chị và các bạn thấy ngày nay người ta tưới bằng các cái hệ thống tưới tự động này. Đó, bật cầu dao lên thôi là bắt đầu là máy bơm sẽ hoạt động và tưới. Bây giờ cũng không cần bật cầu dao đâu cô bác anh chị, có cái hẹn giờ, có cái cục hẹn giờ, cứ canh mấy giờ tưới là bắt đầu, cứ đúng giờ đó là hệ thống sẽ tự động tưới. Bây giờ làm nông nghiệp nó khỏe hơn ngày xưa rất là nhiều. Thậm chí là có nhiều người, nhiều cô bác ngồi uống cà phê chỉ cần cầm điện thoại ra thôi là có thể là quản lý được cái hệ thống vườn ở nhà mình rất là hiện đại luôn. Rồi em sẽ đi ra lại ha. Ở đây là cái chỗ bán đặc sản dâu và hồng. Người ta cho mình ăn thử hồng trước khi mua. Hồng bây giờ vẫn còn chưa có ngon đâu, một số quả còn chát bởi vì nó vẫn còn xanh đó cô bác anh chị. Vào cuối tháng 10 bắt đầu hồng mới ngon được. Năm nay em thấy hồng trái không có được to nè, tùy theo từng năm nữa. Còn đây là nhà thờ Thánh Mẫu của bác anh chị. Bây giờ em sẽ đưa cô bác anh chị và các bạn đi một vòng ở đây nha. Khu vực nhà thờ Thánh Mẫu thì nằm tọa lạc ngay cây số 6, nằm ở bên trái con đường Thánh Mẫu này. Rồi chạy lên đó thì sẽ đi Suối Vàng. Nhà thờ được thành lập vào năm 1955. Thì đó là những cô bác anh chị và các bạn ở ngoài Nghệ Tĩnh vào á lập ấp ở đây. Và giờ lễ nhà thờ thì cũng có nhiều cô bác anh chị và các bạn quan tâm ngày thương, trong đó có cả thứ bảy nữa thì 5 giờ sáng rồi 19 giờ, còn ngày chủ nhật á thì 5:30 rồi 8 giờ. Đó là những cái khung giờ lễ của nhà thờ Thánh Mẫu. Nhà thờ thì rất là độc đáo cô bác anh chị, được sơn một cái màu hồng. Bên cạnh thì có nhà trẻ do các sơ dạy các em học sinh. Con đường này người dân địa phương cũng có thể là đi được, đi vườn đó cô bác anh chị. Một vài hình ảnh về nhà thờ ha, gửi đến cô bác anh chị và các bạn này. Noel vừa rồi á, nhà thờ Thánh Mẫu em thấy trang trí đẹp nhất. Rất là nhiều đèn luôn. Người ta làm mấy cái gara cho thuê, có thể là làm những cái gara ô tô đó. Cái khu đồi ở đây á,
trên đỉnh đồi có một số ngôi mộ của các vị linh mục. Vừa rồi em cũng có đưa cô bác anh chị và các bạn lên rồi cái khu đồi trên này này, có một số ngôi mộ và của các vị linh mục mà nằm trên một cái ngọn đồi thoáng. Hàng năm thì cứ vào mùa chạp mộ, sắp đến ngày Tết á, ngày Tết ta thì các cô các bác lại lên làm vệ sinh, là dọn cỏ rồi đốt cỏ, chảy mộ. Cứ hàng năm người dân ở Đà Lạt mình nó cũng vào gần cái dịp mà Tết ta thì đi chảy mộ, khói người ta đốt cỏ, khói nó bay rồi đốt nhang. Năm xưa con đường Sô Viết Nghệ Tĩnh, con đường Nguyễn Hoàng vẫn còn cái mả thánh đó, cô bác anh chị, vẫn còn cái nghĩa trang đó. Thì cứ vào mùa Tết là em thấy rất là vui, người thì bán nhang, người thì bán những cái vật dụng để mà người dân đi mộ, để chảy mộ đó. Rất là vui. Ngày nay thì nghĩa trang không còn nữa rồi, và thay vào đó là khu liên hợp thể thao, một cái khu sân vận động. Quán tôm tét này thì em cũng có vào một lần rồi, vào buổi tối. Ở đây có món sườn, sườn rất là ngon. Con đường này cô bác anh chị và các bạn, đây là con đường Nguyễn Phi Ỷ Lan. Những căn nhà cũ cũ ngày xưa đó, cô bác anh chị và các bạn có thể thấy hai tòa chung cư bên con đường Nguyễn Hoàng đó. Trước đó khi mà năm ngoái cô bác anh chị, khi mà cái mùa dịch đó, thì người ta dùng hai cái chung cư đó để mà nơi cách ly tập trung. Đây có một số căn nhà cũ lắm này. Những cái cây xà lách này, cái này là cô rôn chứ không phải xà lách cô bác anh chị. Nhắc đến những cây xà lách thì em mới nhớ là mùa mưa ở Đà Lạt ăn bánh xèo, có món xà lách thì rất là ngon luôn á. Đây, nhà kính nhà lồng quá trời luôn. Mưa to thì không biết thoát nước kịp hay không, nhưng mà nó sẽ một số nơi nó sẽ sói, nó bị sụp. Khu vực Thánh Mẫu đó là đến ngay nhà thờ, đi lên một đoạn nữa thì có nghĩa trang Thánh Mẫu của bác anh chị. Ở đây là đường Châu Văn Liêm. Con đường này nó sẽ đi về Trường Lái. Rồi em sẽ quay lại nha. Rồi em đã quay trở lại với con đường Thánh Mẫu, nhà thờ Thánh Mẫu rồi. Con đường lúc nãy cô bác anh chị và các bạn đi vào Trường Lái Thiên Phúc Đức này, rồi đi về ngã tư, ngã tư lúc nãy.
em sẽ phải đi xuống con đường này để mà đưa cô bác anh chị và các bạn đi nốt con đường Thánh Mẫu, nó còn một đoạn nữa thôi. Ở trên cao, trên ngọn đồi, cô bác anh chị và các bạn có thể thấy đó là trung tâm mục vụ. Bên phải thì có con đường Tô Hiệu này. Đó, con đường này sẽ về khu vực ngay con đường Nguyễn Hoàng, xuống Viết Nghệ Tỉnh luôn. Con đường này bà con mình cũng làm vườn dọc theo con đường này nhiều lắm. Bông hồng này. Bông hồng này là người ta chuẩn bị đóng đi rồi đó. Bên trái của em thì cô bác anh chị và các bạn đi về nghĩa trang Thánh Mẫu. Còn bên phải thì cô bác anh chị và các bạn sẽ về khu vực Đa Thiện, con đường Phổ Đổng Thiên Vương. Ở đây là bệnh viện Nhi này cô bác anh chị. Hồi trước đó, bệnh viện Nhi đó, nó vẫn còn nằm ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng. Nhưng mà bây giờ được dời về đây rồi. Chuyên khám bệnh cho trẻ em, khám bệnh cho trẻ em. Rồi em sẽ đi tiếp con đường Thánh Mẫu nha. Bây giờ mới buổi sáng thôi mà cảnh vật nó cũng buồn cô bác anh chị, giống như là buổi chiều rồi đó, trời âm u. Bên trái có một cái khu đồi rất là đẹp cô bác anh chị, cỏ mọc xanh. Đó, cỏ mọc xanh. Xa xa đó là núi Lang Biang, nơi mà đang có mưa phùn đó. Đó, đang có những cơn mưa phùn xa xa ở đằng kia. Đó, phía bên trên đỉnh núi. Chiều nay chắc có lẽ trời sẽ mưa, sẽ đổ một cơn mưa. Rồi em sẽ đi tiếp. Cô bác anh chị và các bạn mua dâu thì có thể là ghé đến đây, người ta hay hái dâu tại vườn đó, ra đây nè. Một số cái vựa dâu, người ta lặt dâu, người ta lựa phân loại dâu đó. Ra đây mua giá thành nó cũng tốt hơn. Ở bên ngoài là con đường Phổ Đổng Thiên Vương rồi. Khu này thuộc phường 8. Từ phường 7 mà đi về phường 8 cô bác anh chị. Và đến vị trí này em cũng xin được tạm kết thúc video clip ngày hôm nay. Hy vọng là cô bác anh chị và các bạn có những phút giây thư giãn, cũng như là ôn lại những cái kỷ niệm tại một số con đường như là đường Thánh Mẫu này. Đó. Khi mà cô bác anh chị và các bạn tìm lại được những cái kỷ niệm thì em thấy rất là vui.
Ở đây người ta bán hồng nè cô bác anh chị. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin được hẹn cô bác anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Hướng này thì em sẽ đi về vườn hoa lại khoảng 3 cây số, còn đi vào khu du lịch Thung lũng Tình yêu thì đi về bên trái khoảng 500m. Rồi em sẽ kết thúc video clip ở đây. Bye bye cô bác anh chị và các bạn.